đang ngồi ăn trong quán thì trời mưa, chàng trai nhận cái kết đầy bất ổn. Mới đây, một chàng trai chia sẻ lại trải nghiệm đáng nhớ của mình khi đi ăn đồ nướng. Theo đó, khi đang ăn cùng bạn bè của mình trong quán thì trời bất ngờ đổ mưa, tưởng chừng như chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhưng hóa ra lại vô cùng bất ổn. Cơn mưa ngày càng lớn dần đến việc mực nước dưới đất càng nâng cao lên đến nỗi chàng trai không thể nào để chân xuống dưới đất được nữa. Một lúc sau, khi nước đã ngập khắp nơi từ ngoài đường vào đến bên trong quán, anh chàng đã quyết định cởi giày và đặt lên ghế để đảm bảo an toàn cho đôi giày của mình. Bên cạnh đó, anh chàng cũng ghi lại khoảnh khắc giờ khóc giờ cười khi các nhân viên trong quán ngồi vào thùng xốp để nô đùa với làn nước ngập. Tình cảnh bất ổn khi đi ăn này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người cảm thông trước tình huống éo le của chàng trai. Đi ăn lại còn được trải nghiệm thêm dịch vụ thủy cung tại chỗ.